bởi phong độ tốt của hai đội ở vòng đấu đầu tiên. Rodrigo. Như vậy là Nam Định sẽ ở phần sân bên phía tay trái mảnh, tay phải mảnh nhỏ của quý vị các bạn. Đây là huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn và trợ lý Hồng Trường. Ngày hôm nay Nam Định không có sự phục vụ của Ramos Kutai. Đây là huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ, là gương mặt bất ngờ nhất của Nam Định. Rất tiếc là Vagan lại dứt điểm vọt xa trong pha bóng vừa rồi. Pha bóng mà Hồ Văn Tú đã phán đoán sai điểm rơi của trái bóng. Trong trận đấu đầu tiên gặp câu lạc bộ Hà Nội, nhưng pha bóng này là một pha bóng mà Tú đã đấm bóng không thực sự dứt khoát. Thì huống đấm bóng không trúng tâm bóng và bóng bật đến vị trí của Fagan rất thuận lợi. Và Đoàn Thanh Trường sinh năm 2000. Quý hợp tuyệt vời và dứt điểm rất nhanh của Phú Nguyên. Ngay ở phút thứ 14 thì Phú Nguyên đã có bàn thắng thứ hai của mình ở mùa giải năm nay. Và điều quan trọng là nó là bàn thắng mở tỷ số giúp cho Hải Phòng vươn lên dẫn trước. Một pha bóng không tưởng như không có gì nguy hiểm, sự là khó lý giải. Đây là một pha xử lý xuất sắc của Phú Nguyên. Và nó đến từ một tình huống làm tường hay của Fagan. Và phối hợp rất tốt. Phú Nguyên đã lướt lên như một cơn lốc và sau đó là một cú xoay người dứt điểm hiểm hóc về phía góc xa. Và dứt điểm rất kỹ thuật và Hồ Văn Tú đã bay hết người nhưng cũng không thể với được tới che bóng. Rất tiếc là bóng lại không đi trúng mu và chạy cột. Và thoát đi rất nhanh của Vũ Nguyên. Cơ hội Thế Cương. Rodrigo vừa mới dứt điểm thì ngay sau đó Hải Phòng đã trả lời bằng một pha phối hợp rất nhanh của đôi cánh đến từ Nghệ An. Phú Nguyên thoát đi bên phía cánh trái và tạt ngược lại bên phía cánh phải cho Lê Thế Cường băng lên dứt điểm. Thế Cường là một tiền vệ biên có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý kỹ thuật của Phú Nguyên. Pha tạt bóng cũng là rất hay. Lê Thế Cường, một trong những tiền vệ có kỹ thuật cá nhân khéo léo của Hải Phòng, đã rất mạnh dạn tung ra cú vô lê. Hơi tiếc là bóng ăn ra quá nhiều vào má ngoài nên đã đi lượn trên cột dọc bên phía tay trái của cảnh thủ môn Wesley. Phú Nguyên chuyền bóng rất đều điệu đà. Trung Hiếu. Adriano không được. Diễm Bê Linh. Fagan không biệt vị. Tuyệt vời. 2-0 dành cho Hải Phòng và đó là bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Những động tác ăn mực rất kỳ lạ của Fagan. Chúng ta hãy cùng xem lại. Không thể có việt vị. Lâm Anh Quang là người đứng cuối cùng. Trước đó là một pha ra chân rất nhanh của Diễm Bê Linh. Các cầu thủ Nam Định cho rằng tình huống trước đó Smith đã phạm lỗi với một cầu thủ phòng ngự của đội bóng áo vàng, người đã bị kê chân trong tình huống vừa rồi là Phùng Văn Nhiên. Người đã va chạm với Phùng Nhiên là Adriano Smith. Là rất căng, bóng đi bật đất nhưng đúng vào vị trí mà Văn Toàn đã chọn. Môn đội tuyển quốc gia Việt Nam đã rất bình tĩnh và xử lý tốt pha bóng vừa rồi. Cự ly lên khoảng 30m và Rodrigo quyết định sút thẳng. Chắc may mắn cho Nam Định là bóng đã rơi trúng đầu của Lê Thế Cường và đi vọt xa.
điều gì đó liên quan đến tâm lý khi phải thi đấu những trận đấu trên sân khách. Với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội bóng Bình Định, duy nhất do cầu thủ tài nghi Diego, vẫn là Diego đối mặt, không vào. Diego đã làm tốt nhất những gì có thể, đã tăng tốc, đã thoát khỏi Wesley. Nhưng khi đối mặt với thủ thành Hồ Văn Tú thì tiền đạo số 10 lại dứt điểm vào đúng đầu gối của thủ môn này. Chúng ta hãy cùng xem pha thoát đi rất hay của Diego, rất tự tin và mạnh mẽ, cảm giác bóng cũng tốt. Nhưng ở một tư thế đối mặt với Hồ Văn Tú thì Diego lại dứt điểm vào người của thủ thành Nam Định. Góc sút rất rộng. Không có mặt là một tay. Diệp Minh Linh, rồi vội. Diệp Minh Linh đã có khoảng trống rất lớn, ngắm nghía và quan sát đầy đủ, nhưng cuối cùng thì anh lại có một cú ra chân không thực sự chất lượng. Đáng phải nhẽ phải là một cú găm mu sang phía góc xa. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Không hề có việt vị. Hoàng Trà là người đã mắc lỗi vị trí. Đường chuyền của Diego rất nhạy cảm. Trên Bình đã có thời gian để ngắm nghía và quan sát cầu môn như vị trí của Hồ Văn Tú. Bật bóng và phát động tấn công tuyệt vời của Văn Toàn. Đó là sự khác biệt của một tuyển thủ quốc gia. Vũ Nguyên, tuyệt vời. Cú đá của Vũ Nguyên cũng may mà pha bật nảy của Hồ Văn Tú cũng tuyệt vời. Đây chắc chắn sẽ là pha cứu thua của vòng đấu. Những người đồng đội trong từng là đồng đội trong màu áo của U17, U19 Sông Lam Nghệ An đã có những màn trình diễn xuất sắc trong pha bóng vừa rồi. Vũ Nguyên khống chế bóng bằng gầm và sau đó là một pha ra chân rất nhanh và kỹ thuật. Hồ Văn Tú ở một thế bị mất đà nhưng vẫn kịp tung người lên và đẩy được xe bóng qua sàng ngang. Trong những pha cản phá ở hàng phòng ngự của Hải Phòng, Hoàng Trà, Tuấn Hải, Mạnh Hùng. Bước một của Mạnh Hùng không tốt khiến cho anh gặp khó trong tình huống xử lý tiếp theo. Pha hợp rất hay của cầu thủ Nam Định nhưng rất tiếc là pha dứt điểm cuối cùng của Mai Xuân Quyết lại đi vọt xa. Nam Định cần nhiều hơn những pha tấn công như vừa rồi, những tình huống tạt bóng, những tình huống nhả tuyến hai. Một pha vẩy bóng ngoài rất vừa tầm của Xuân Tân. Pha chuyền đầu của Rodrigo là cực kỳ nhạy cảm. Mai Xuân Quyết cũng đã có pha hứng ngực và ngả người vô lê tương đối hợp lý. Nguy hiểm. 3-0 cho các đội Hải Phòng. Và đó là bàn thắng đầy may mắn của Adriano Smith. Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa một lần Smith được gọi. Thì rất có thể đây sẽ là một mùa giải khác. Nam Định mắc lỗi trong việc phòng ngự khu vực và khoảng trống. Họ đã hút hết về phía cầu môn của Hồ Văn Tú để cho Smith có một khoảng trống tương đối trống trải để thực hiện pha kê lọc cơ bản. Bóng đã chạm chân của Wesley Dos Santos và đi đổi hướng khiến cho Hồ Văn Tú bất lực. Rất tiếc là Jim Linh vẫn chưa có duyên ghi bàn nhưng cơ hội vẫn còn. Nguy hiểm. 4-0. Không phải, đó là lỗi việt vị. Lỗi việt vị của Diego. Bóng đã chạm Diego trước khi bay vào lưới của Hồ Văn Tú. Điên rồi lại đến trung lộ. Pha nhả ra rất vừa tầm của Jim Linh. Đá này sẽ gần hơn. Toàn đang rất tập trung. Rodrigo. Nguy hiểm. Tuyệt vời. Pha dứt điểm đẳng cấp của Rodrigo. Và như vậy là lưới của Văn Toàn đã rung lên lần đầu tiên ở mùa giải này. Bàn thắng rút ngắn khoảng cách điểm số xuống còn 1-3 cho các cầu thủ Nam Định. Pha dứt điểm đẳng cấp của Rodrigo. Cứa bóng rất hay vào má lưới. Văn Toàn đã bay hết người, không thể với được tới che bóng. Bóng đi sát sát cột dọc. Và ghi bàn đẳng cấp của Rodrigo Diaz. Chắc chắn bàn thắng này sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của bóng đấu này.
Nam Định đã tìm được một trung phòng xuất sắc. Thầy vào sân thì Bình Nghĩa cũng đã tiền đạo Hoàng Trà. Ngang 3-2. Tuyệt vời. Đó là pha rút ngắn khoảng cách tỷ số của Mai Xuân Quyết. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Cũng nghiêng người, ngả người vô lề của Mai Xuân Quyết. Rất kỹ thuật và hiểm hóc. Bóng đá khẽ chạm của người của Mạnh Hùng. Và sau đó thì Smith dù rất nỗ lực cũng không thể ngăn cản được cú đá của Mai Xuân Quyết. Cú đá của Mai Xuân Quyết hướng vào đúng vị trí của Smith và Văn Toàn. Và tình huống cuối cùng đó cũng đã khép lại một trận đấu rất cảm xúc trên sân Hồng Lạnh Chay. Thời gian đã không đủ để các cầu thủ Dương Nam à Nam Định, xin lỗi, các cầu thủ Nam Định có thể thực hiện được một cuộc lội ngược dòng hoàn hảo.